Tại vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp, mực nước trên các cánh đồng xả lũ đã cao rất nhiều so với cách đây 2 tuần. Cơn nước nổi về nhiều đã giúp bà con hoạt động đánh bắt cá bội thu, sản vật thiên nhiên, trong đó có cá chạch đồng, một trong những loại có giá trị kinh tế cao. Có nhiều cách đánh bắt khác nhau, nhưng thông dụng nhất là giăng lưới cá chạch. Trung bình một ngày, người đàn ông này thu về 2kg cá chạch đồng. Có ngày trúng mánh, lượng cá tăng lên gấp đôi. Do cá chạch là loài cá có giá trị kinh tế, nhu cầu tiêu thụ cao nên được thương lái săn mua tại đồng, giúp ông và nhiều người dân cùng hành nghề mang về thu nhập khá. Hiện cá chạch đang được thu mua tại ruộng với giá dao động từ 130 đến 170 ngàn đồng 1kg tùy vào lớn nhỏ. Riêng giá bán tại các chợ từ 200 đến 230 ngàn đồng 1kg.